Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay Idol Câu rất vui được ngồi đây review và giới thiệu đến các anh em mẫu dây BE-X8 hay còn gọi là dây dù 8 lõi của thương hiệu Ecoda, dây Black Thunder. Mẫu này có 3 size, size số 4, số 5 và số 6. Cuộn dài 300m. Nếu mà các anh em nào đã sử dụng qua những cái mẫu dây của thương hiệu Ecoda thì đã biết những cái mẫu dây trước đây của Ecoda, ví dụ như là dây Wangwoo 1, 2, 3, đó là những cái mẫu dây và đó là nó cực kỳ trâu bò và rất là bền. Phải dùng cái từ trâu bò để diễn tả hết cái lực tải của nó, vì lực tải của nó rất là khỏe. Black Thunder là một trong những cái mẫu dây mới của thương hiệu Ecoda. Thì cái mẫu này nó chỉ thích hợp cho các anh em đi câu dít, câu ngâm và câu lục. Với các anh em đi câu lục chì neo thì đây là một cái mẫu dây khá là thích hợp. Với các anh em mà đi san hô thì cái mẫu dây này bao các anh em bo cá luôn nhé, cực kỳ khỏe. Với cái dây số 4 này tương đương là 0.32mm, lực tải là 55 lb, tương đương là 25.1kg. Dây số 5 tương đương là 0.37mm, 60 lb, tương đương là 27.3kg. Dây số 6 này tương đương 0.4mm, lực tải là 80 lb, tương đương là 36.4kg. Lực tải khá là cao. Với cái thông số ở trên cây khoa học thì về thực tế cái lực tải này, dây này nó cũng phải nói là cực kỳ khỏe nha các anh em. Thì như lúc đầu video mình sử dụng cái từ trâu bò ha, với những cái mẫu dây trước của Ecoda, đó là cái dây Wangwoo 123. Nếu mà các anh em nào đã sử dụng qua thì sẽ tin tưởng sử dụng tiếp cái mẫu dây này. Các anh em nào còn nghi ngờ hoặc là chưa tin tưởng về những cái mẫu dây của Ecoda thì hãy tin tưởng ở người bán, vì người bán hàng cho kênh Idol Câu rất và có tâm, cho nên là các anh em yên tâm mua hàng. Dây mềm, mịn và khá là mượt, không xù lông. Thì cái dây BE này nó sẽ tương thích các anh em sử dụng được hầu hết tất cả các loại khuyên mà không bị xù lông. Mình sẽ zoom lại gần sát cho các anh em nhìn rõ hơn. Các anh em nhìn dây nó rất là mịn ha, rất là mượt. Idol Câu vừa giới thiệu đến các anh em dây BE-X8 của thương hiệu Ecoda, thích hợp câu dít, câu ngâm và câu lục. Các bạn và các anh em mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video hoặc vào website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng.